Trước cuộc xung đột căng thẳng leo thang gần đây giữa Israel và lực lượng Hamas ở dải Gaza, nam rapper người Puerto Rico cảm thấy vô cùng buồn bã và bất lực khi con số thương vong trong khu vực ngày càng lớn. Biến những cảm xúc này thành hành động, anh tìm thấy niềm động lực an ủi trong âm nhạc. Đây không phải là việc đứng về phía nào. Tôi coi sáng tác của mình là thông điệp ủng hộ sự sống, chống lại sự mất mát bi thảm của những sinh mạng vô tội. Mục đích của tôi không phải là thổi bùng ngọn lửa xung đột, mà là dập tắt chúng, ngăn chặn những cuộc tàn sát vô nghĩa. Nam rapper nổi tiếng cho biết, là một nghệ sĩ, anh chọn cách không im lặng. Điều quan trọng đối với anh là cho con trai mình thấy rằng mình đã làm những gì có thể trong khoảng thời gian thế giới nhiều biến động này. Bài hát dài gần 5 phút là nỗ lực hợp tác của các nghệ sĩ trên toàn cầu. Đáng chú ý, một nghệ sĩ đã thu âm phần của mình từ một khu nhà đổ nát ở Gaza. Ca khúc có phần góp giọng của ca sĩ người Palestine Aman Merkus. President cho biết anh cẩn trọng với từng câu chữ trong lời bài hát của mình để không khiến ca sĩ Marcus gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Nam rapper tiết lộ, gần đây anh đã mất một hợp đồng lớn với một công ty giải trí danh tiếng vì anh đã chia sẻ video về cuộc xung đột lên các tài khoản mạng xã hội của mình. Hiện tại, Resident đang khám phá những con đường nghệ thuật mới. Anh đóng vai chính trong bộ phim Vào mùa hạ. Bộ phim đã giành được giải thưởng lớn của ban giám khảo tại Liên hoan phim Sundance và chuẩn bị ra mắt ở New York tại Liên hoan phim Tribeca. Những gì đang diễn ra trước mắt chúng tôi thật kinh khủng, thật không thể tin được rằng nhiều người vẫn cứ tiếp tục biện minh cho tất cả những vụ giết người ở Gaza. Tôi yêu những gì mình làm, tôi thích làm âm nhạc, muốn làm phim và viết thật nhiều. Tôi không muốn đánh mất cơ hội này. Và sẽ không im lặng. Tôi phải lên tiếng bảo vệ sự sống, bảo vệ hòa bình. Hơn 2 tháng xuất hiện trên YouTube, bản thu âm dưới đống đổ nát của Resident đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và hàng ngàn lượt bình luận của người yêu nhạc, yêu hòa bình từ khắp nơi trên thế giới. Một tài khoản mạng xã hội viết, tôi đã xem đi xem lại cả trăm lần và không thể ngừng khóc. Còn đây là bình luận của một tài khoản khác. Tôi đã sống 7 tháng ở Palestine, với tư cách là một người Israel, và trong sâu thẳm tâm hồn mình, tôi không tìm thấy gì khác ở đây ngoài tình yêu, những con người tràn đầy hy vọng, đầy lòng tốt. Nỗi đau vô cùng lớn, đó là chứng kiến những người anh em của mình phạm những tội ác khủng khiếp ở Gaza. Ngày hôm nay, hơn bao giờ hết, tôi mong muốn thấy người Palestine được tự do. Cảm ơn Resident đã mang đến một ca khúc tuyệt vời.